các bác, cô chú anh chị. Đấy, hôm nay được làm cây ban ngày nha các bác, chủ nhật. Đấy, sáng nay mua được cái chậu tàu này. Chậu tàu này ở shop chậu Minh Thành ở ngoài chợ Văn Phúc ấy. Đấy, chậu tàu có cái hai cái dấu này, nhìn rất là hay. Mỏng thành, kích thước khoảng 35-50, lọt lòng đấy. Bác, để tôi thay cho cái chậu này, cái cây này. Cây này tôi vừa mới nhấc ra các bác, chứ thôi trong cái chậu này này. Chậu chắc Quảng Ninh gì đấy, tôi không thạo lắm cái men này. Nhưng nó không có chân, nên là mình không thích cái chậu này. Cơ bản là tôi không thích cái chậu tròn. Cây này thì nó hợp chậu tròn ấy, nhưng mà tôi không thích chậu tròn. Đấy, thì cũng quay các bác để chia sẻ niềm vui với em rất thích cái cây này. Rất vui khi mua được cây này. Rất vui khi mua được cây này. Cây xanh quê, chất liệu rất là đẹp, hoàn thiện, rất lành lặn. Để bãi cốt chậu em vừa nhấc ra đấy, trước nó nguyên lìa trong cái chậu này, vừa nhấc ra thử vào đây, còn gần đất này, thì rất là vừa vặn, rất là vừa vặn. Đấy, Vĩ sẽ thay lên và chỉnh sửa cái cây này, các bác xem, đánh dấu lãnh thổ cây này đã. Đấy, tay cút rất rụt rịt, cao hoàn thiện khoảng 33 đến 35 phân gì đấy là cùng. Rộng thì chậu này khoảng 35, cũng khoảng 35, hơn 35. Đấy các bác nhá, 35 đấy. Hai mặt đều đẹp, hai mặt đều đẹp, bệ bãi bệt đều. Tí nữa tôi sẽ sửa bóc bớt đi và sửa nhẹ chỗ này một chút, thế thôi. Gần như cây này không phải làm gì cả, nhặt nhạnh sạch sẽ thôi. Níu những cái tay này xuống thôi, truyền xuống này, có mỗi một sẹo nhỏ truyền cổ này rất hay, không vấn đề. Cái này thì không còn là vấn đề gì nữa rồi. Đấy, tí nữa cạp vào cái chỗ này đi. Đấy, lúc tôi mua là mua đêm quá, nhìn cứ tưởng cái rãnh này là xấu quá, không phải, rất đẹp, cây rất giá trị các bác. Giá trị. Đấy, đặc sệt. Đấy, tuyệt vời, rất mê đắm. Bây giờ tôi làm cái này các bác xem nhé, không thể nào mà cưỡng lại được. Đấy, về mua chậu về là ướm thử ngay. Có khi tôi từng quay xong rồi làm đâu quay đấy, nhưng mà bây giờ ướm thấy ok rồi. Giờ triển khai các bác xem nhé, rất đẹp quá.
Để tôi đi chồng nó nha, sửa qua lại. Dính này, nước một tay được. Giờ lên chậu nhá. Vừa nãy máy hết pin, sạc pin tí thì chồng xong thì em rời rời tí nước cho nó đỡ bay cái bụi đất với bụi sơ dừa này ra mà bụi lắm các bạn. Đấy thì tí nữa còn phải nhặt thêm, nhưng mà cơ bản nó sẽ như này thôi. Vừa níu hai cái tay này xuống, tay này níu xuống chút nữa, tí nữa làm tiếp. Đấy, các bạn nhìn chậu đẹp không các bác? Nhìn cái dấu này cũng sang phết. Đấy, các bác thấy không? Xong rồi nhặt sạch mấy cái rễ này, bôi keo vào. Rồi. Các bác nhìn thấy tê tái không? Chẳng biết nói gì nữa các bác. Cây xanh có lẽ là xanh quê đẹp nhất tôi từng sở hữu. Nó giống cái cây ngày xưa tôi có, cũng tay đòn như này, cũng chất liệu này. Nhưng mà cây ngày xưa tôi bị oằng mất khi mà tôi làm lại và tôi lên cái chuyển chỗ ở ấy thì nó bị lên đường mất. Đấy. Thì cái ngọn này chốt là rất chuẩn rồi, nhưng mà sau tôi cần giật thêm ở dưới này. Có thể tôi sẽ bỏ cái cút này đi. Tôi thích lấy cái nhịp số 2, sau nó có điểm chuyển và cái ngọn nó nhẹ nhàng hơn. Ngọn như này cũng là rất đẹp rồi. Đấy các bác, chậu đẹp. Tôi cứ nghĩ là chậu này trồng vào thì nó không hợp lắm, nhưng mà thực tế là được. Ok đấy các bác. Ok các bác này. Bệ bãi thì mỏng dính, cây này cầm một tay được các bác. Nếu mà xách vào đây cầm một tay được, vì chỗ này nó không có chỗ túm. Cầm một tay được và bệ bãi trải rất khủng khiếp. Tôi cứ nghĩ là cái cây này nó phải rất dày và nặng, nhưng mà ở dưới mỏng dính như bác xem vừa nãy. Bệ bãi mỏng dính, bệt lệt, cái chậu kia nó mỏng có tí mà. Đấy, thì cái chậu này tôi cũng trồng rất là mỏng, mấy phân thôi. Mà nó vẫn ok, vẫn lót được lớp đất ở dưới. Đấy, và
bệ vẫn nổi và trải ở trên. Đây, từng những cái này. Đây, tôi đục cái rễ này đi rồi. Cho nhẹ bớt đi rồi. Nhặt nhạnh cái chỗ này đi. Cơ bản nó cũng sạch sẽ rồi. Đây, vét cái sẹo này đi. Vét cái sẹo này, vét cái sẹo cổ kìa. Vét cái sẹo cổ. Đấy. Sau này tôi bỏ cái này đi này. Nuôi cái này, để cái này ra đây. Rất lá, rất đẹp các bác nhá. Rất lá đẹp. Rất lá xanh quê đẹp. Hòm hòm hết rồi. Tầm này đừng hỏi quê hay điền nữa các bác. Vì là điền là dành cho phôi gấu mèo thứ rồi. Nhưng mà ý là để nuôi nhanh thôi. Chứ bây giờ cây một cây quê nó hoàn thiện như này, nó không phải hoàn thiện mà khung bóng như này mà bệ bãi như này, lành lặn như này thì điền nó chả là cái giá trị. Điền nó không nói được cái gì. Thậm chí quê nó còn khủng ác liệt hơn. Đấy, các bác thấy không? Mệt quá các bạn. Đẹp. Thực sự cái này rất đẹp. Đấy, chẳng may mà có thể là nếu mà giao lưu thì cây này có về với ai thì cũng rất là xứng đáng. Nhưng mà mình thì là mình tiếc. Cơ bản là mình đang nuôi đã. Bây giờ tóm lại bây giờ là mình đang sở hữu và mình làm được nó đẹp. Chắc chắn nó sẽ rất đẹp. Nó không còn là cái cây phải tưởng tượng, phải sống ảo nữa rồi. Mà là một cái cây cực kỳ rõ ràng. Tay cút đóng chuẩn, không có phải phá cái gì đi nữa. Chỉ cần phơi nắng cho nó sạch sáng ra. Đấy. Ok đó. Rất nhẹ các bác nhé. Trồng rất nhẹ cây này. Những cây khác rất nặng nề, những cây này rất nhẹ. Nó có đất cát gì đâu. Mỏng dính bệ. Đấy. Chậu hợp lý. Một người bê đầm tay. Cao 33 phân. Chậu đang 35-50. Ok các bác. Cảm ơn các bác đã lắng nghe. Tứ diện đẹp. Làm phát từ trên đỉnh xuống cho bác xem. Đấy. Lành tít. Bắn một phát đây. Bắn hoa này ra đây. Cả cái quả này là ngọn. Xong. Chạy đây ngon rồi. Chạy chuyển ngon hết rồi. Giờ chỉ là bước vệ sinh này. Vệ sinh cá nhân này. Nhặt nhạnh cho nó sạch sẽ. Đưa nhìn thôi. Làm cho nó đưa nhìn hơn thôi. Đấy. Khi này có không có bóng vào thì các bác thôi rồi. Cây này chỉ có xứng với những người thực sự có tâm và có tầm các bạn. Không những có tâm mà có tầm. Anh em mình đều có tâm cả rồi. Có tầm thì chắc anh em mình chưa tới được. Vì là còn cơm áo gạo tiền các bạn. Rồi, cảm ơn các bác nhé. Tôi sẽ nhặt nhạnh một vài lần nữa rồi trở lại các bác ở những cái video sau về cây này. Nếu còn các bác nhé. Cảm ơn các bác.